Xin kính chào quý vị và các bạn. Mưa lớn ở Trung Bộ vẫn sẽ kéo dài đến ngày 2 tháng 11 ở khu vực từ Thừa Thiên Huế trở xuống tới Bình Định, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 100 tới 200mm và có những nơi vượt trên 350mm. Khu vực Phú Yên mưa với lượng nhỏ hơn, có nơi trên 150mm. Còn từ Hà Tĩnh trở xuống tới Quảng Trị thì sẽ mưa nốt trong ngày hôm nay. Lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 40 đến 80mm, có nơi trên 150mm. Từ đêm nay thì mưa có xu hướng giảm dần. Trong hôm nay, lũ trên sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt tiếp tục lên và khả năng đạt đỉnh trên mức báo động 2 80cm. Tình trạng ngập lụt vẫn tiếp tục xảy ra tại huyện Hương Sơn, Vũ Quang, Can Lộc và Hương Khê. Từ nay đến ngày 2 tháng 11, lũ trên các sông từ Quảng Bình trở xuống tới Quảng Ngãi, Bắc Bình Định, Bắc Phú Yên tiếp tục lên mức báo động 1, báo động 2 và có những nơi còn vượt trên mức báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi cũng như là ngập úng ở vùng trũng thấp. Trên biển, trong hôm nay mưa dông sẽ tiếp tục xuất hiện một dọc ven biển từ Nam Vịnh Bắc Bộ trở xuống tới Cà Mau, Kiên Giang, đi kèm theo đó là hiện tượng gió giật và lốc xoáy nguy hiểm. Riêng vùng biển, khu vực Quảng Trị trở xuống tới Bình Thuận còn có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Ngoài khơi, huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa có thời tiết đối lập. Nếu như ở huyện đảo Hoàng Sa trời mưa dông đi kèm với gió cấp 6, giật cấp 8, thì ở huyện đảo Trường Sa thời tiết lại tốt, trời ít mưa và có nắng. Với gió ở đây cấp 3, cấp 4, tầm nhìn xa thoáng rộng trên 10 km, an toàn cho tàu thuyền hoạt động. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin thời tiết trong các bản tin tiếp theo.